có những cách để mình tăng cái nguồn thu cho gia đình. Chứ bao nhiêu thứ mình cứ trông chờ hết cả vào cái vụ mùa chính thì bao nhiêu cho nó đủ. Ghi nợ tiêu trước thì giá nông sản có cao thế cao nữa mình cũng chẳng giữ để mà bán được cái giá đó đâu. Chào các bác nhé, mấy bữa nay thì giá cà phê lại tăng trở lại rồi đúng không ạ? Mấy bữa trước lên 130 đúng không? Đỉnh của đỉnh so với nói chung là nó lên gấp 1-4 lần so với những năm trước. Bao nhiêu năm đi đẹp hôm nay nó tăng vèo phát ấy. Có nhà còn bảo đợi lên 150 mới bán cơ. Xong giá nó quay đầu thì khéo lại nhiều nhà là cha trách con, vợ trách chồng các kiểu. Thế nhưng thực tế là khi giá cao đấy nhưng mà mấy nhà còn hàng mà bán đâu. Nhiều người giờ cứ nhìn giá mà tiếc đứt ruột thôi. Thì không biết là nhà các bác chốt được bao nhiêu, chứ còn là như anh em bà con họ hàng quanh đây ấy, thì cứ 4 mấy 5 mấy là chốt thôi. Có nhà ngon lắm thì được 7 mấy. Mà quan trọng là không có tiền thì phải chốt thôi, chứ muốn giữ cũng chẳng được. Hay bao nhiêu thứ ăn chi tiêu rồi con cái học hành ma chay hiếu hỉ là trông cả vào một cái vụ mùa đó. Thậm chí là còn ghi nợ tiêu trước, bởi vì là đa số ở nông thôn mình thì các cái gia đình nhiều là mình cũng đâu có cái nguồn thu thêm nào đâu. Tất cả đều trông chờ vào cái vụ mùa chính ở đây là cà phê, là lúa. Đấy mà lúa bây giờ thì lại còn là bán tươi chứ không có phơi khô trữ đợi giá như ngày xưa. Xong là như đã nói thì tất cả mọi cái chi tiêu sinh hoạt rồi ABC là mình đều trông chờ vào cái hạt cà hạt lúa cả. Chỉ có những cái nhà nào có nghề phụ như xây sáo thợ thuyền rồi là buôn bán này nọ, hoặc là chăn nuôi tận dụng, chăn nuôi để mà tăng được cái nguồn thu, có được cái nguồn thu phụ nữa thì họ mới giữ được thôi. Nên là mình thấy cái cách gia đình mình quy hoạch kinh tế nông hộ, kinh tế gia đình của đa số bà con mình nó có vấn đề. Xong rồi mình thấy là mãi mà chẳng thấy dư, vì thực tế là mình cũng có đất đai rồi có diện tích lớn mà làm nhiều đâu. Đấy, xong rồi được mùa được giá thì thường là sẽ đi cùng với phân bón vật tư đầu vào nó cũng tăng theo, nhân công nó cũng tăng theo. Mình làm sản xuất nông nghiệp một vụ tính là trúng đấy, nhưng mà nếu mà tính kỹ ra thì cũng không lời bao nhiêu. Nên ở quy mô nông hộ nhỏ lẻ, khi mà cái nguồn chi tiêu cơ bản trong cái sinh hoạt rồi kiến thiết tái đầu tư là không thể không có, mà nếu không tận dụng để tăng được cái đối tượng nguồn thu thêm thì sẽ rất khó để kinh tế gia đình mình nó lên được. Nhất là khi cái nhu cầu chi tiêu ngày càng cao, con cái lớn đi học hành rồi dựng vợ gả chồng, sửa chữa xây sáo nhà cửa, xui rủi ốm đau này nọ đột xuất nữa là bao nhiêu cái phần tích lũy mùa này vụ nọ mình có được là nó bay hết luôn. Và ở góc độ doanh nghiệp mình cũng vậy thôi. Doanh nghiệp mình đây là ngoài cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính ấy, thì mình cũng phải gọi là vơ bèo bật tép để mà tăng được cái nguồn thu lên, hoặc là ít nhất là để giảm cái chi phí cho cái lĩnh vực cơ bản đi thì mình mới có lợi nhuận thôi. Và ở nông thôn ấy, thì mình thấy là rất nhiều nông hộ, nhiều gia đình có cái điều kiện để làm điều đó. Thế nhưng mà như em thấy thì nhiều gia đình, nhiều bà con mình là chưa biết tận dụng, chưa tối ưu được nó thôi. Nhưng mà như nói ở ban đầu ấy là đã có nhiều nhà làm rất là tốt, tận dụng rất là tốt, co kéo ngon lành luôn ấy chứ. Đây như nhà cô mình này, cà vẫn có cà, nhưng một năm xuất thêm mấy lứa heo, thêm vài lứa gà, cộng thêm mớ phân chuồng ngoài mang ra bón rẫy bón vườn để bớt cái chi phí phân bón, thì tổng thể một năm cũng có thêm cả 100 triệu. Đó, vừa bán con vừa bán phân. Gì chứ nội cái phần tăng này nuôi một tên ăn học Sài Gòn là đảm bảo luôn. Trong khi chi phí thực phẩm hàng ngày là mình có con gà, có cây rau, lâu lâu mấy nhà gom lại làm con heo chia nhau đánh đụng là quá tiết kiệm mà lại chất lượng. Ngán miệng thì lại đổi bữa cá tôm hải sản cho nó đa dạng nữa là ok. Thì đa dạng nguồn thu nó là ở đó, tận dụng phụ phẩm của cây này con kia để mà đầu ra của cái này làm đầu vào cho cái kia, kinh tế tuần hoàn nó là đó. Hiện nay có rất nhiều phương pháp để mà mình xử lý tối ưu về mặt kỹ thuật mà. Và mọi cái sản phẩm nông sản, thực phẩm từ cái hình thức này nó đều là chất lượng cao cả. Bởi vì là cái đầu vào của mình nó lành, nó sạch như vậy thì cái đầu ra của mình nó không thể không lành, không sạch được. Chưa kể là cái môi trường sống xung quanh mình nó lành, nó sạch đi để mà giảm thiểu cái bệnh tật. Chứ em nói thật là cái sức khỏe của nông dân mình hiện nay là báo động lắm rồi. Bây giờ làm thì cực nhọc, thuốc thang, hóa chất độc hại tiếp xúc hàng ngày. Trong khi thực phẩm ăn uống không làm ra được thì lại quay ra đi mua. Mà hàng chợ, hàng xá thì các bác cũng biết rồi, nó tươi, nó ngon đến từ đâu. Mà lại tốn kém, tiền thì lại lấy từ cái nguồn thu chính là hạt lúa, hạt cà ra chứ đâu. Được mùa được giá thì đỡ, mất mùa cái lại đi ký chịu tiêu trước. Vay nợ trả lãi thì thậm chí vụ chưa thu đã phải là lo mà bán non để mà trang trải chi trả cho người ta rồi. Nên là giờ cà nó có lên 100 mấy 200 thì cũng chỉ có biết tiếc ngồi nhìn thôi. Một vòng luẩn quẩn là vậy. Mà nói ba cái trồng trọt chăn nuôi kết hợp để có cái nguồn thu phụ này thì bảo phụ nó cũng chẳng phụ đâu.
Nó sẽ giải quyết cơ bản cái chi phí sinh hoạt rồi ma chay hiếu hỉ, thậm chí có thể gia tăng cái nguồn thu trong kinh tế gia đình được. Nếu mình tính đến bài toán thị trường vì cái thực phẩm mình làm ra là hàng chất lượng cao mà. Trong khi ở các cái đô thị lớn Sài Gòn, Bình Dương thì cái nguồn thực phẩm và cái nhu cầu cần cái thực phẩm chất lượng cao của người dân, người có tiền họ như thế nào nhiều bác cũng biết rồi. Nhiều người bây giờ có tiền chưa chắc mua được hàng chuẩn đâu. Thì câu chuyện tiếp theo nó lại quay trở về cái vấn đề sản xuất và tiêu thụ cung cầu của thị trường. Nên là chúng ta mới tính đến cái bài tiếp theo là liên kết nông hộ, liên kết sản xuất như em đang triển khai đây. Ở nông thôn mình thì ngoài các bác mặt tiền thì nhà nào mà chả có đất đai, không gian vườn tược. Mình chỉ cần quy hoạch lại, thay đổi thói quen canh tác sản xuất và đặc biệt là cái tư duy trong cái việc làm nông nghiệp. Thay vì tập trung trông chờ vào một cái cây con vụ mùa chính nhưng mà đất đai nguồn lực thì có hạn thì mình quay trở lại cái mô hình vườn ao chuồng VAC bao đời nay ông bà mình làm. Thực phẩm làm ra trước là phục vụ mình, tối ưu thêm sản lượng thì mình phải chơi cái bài liên kết gom nhau lại để cung ứng cho cái thị trường cư dân đô thị thì chắc chắn kinh tế gia đình mình nó sẽ ổn hơn thôi. Còn quan điểm của các bác thì như thế nào về vấn đề này? Chứ em nói thật, em thì vừa làm việc ở thành phố vừa làm việc ở quê, đi lại rất nhiều và cũng hay về các cái vùng nông thôn. Thế nhưng mà thấy nhiều nhà nói thẳng ra là lười. Vườn tược đất đai thì đầy ra nhưng mà cây rau không có mà ăn. Chăn nuôi dăm ba con gà con heo thì bầy hầy. Thức ăn thì không chủ động tận dụng cho nó. Chuồng trại thì không ra đâu vào đâu. Sương sa giá lạnh, mùa đông giá rét thì buổi sáng là mình phải nhốt nó lại để cho khi mặt trời nó lên nắng ấm thì mình mới thả ra. Nhưng mà mình cứ luông tuồng ra bảo là tự nhiên cho nó khỏe. Xong nó yếu, nó bệnh tật, nó lăn ra, nó chết thì lại quay ra chán rồi chẳng muốn làm. Suốt ngày lý do bận mãi nhưng mà thực tế thì đấy, cái diện tích sản xuất chính, cái đối tượng sản xuất chính cây này con kia nó không có nhiều nên là thực ra cái thời gian rảnh mình vẫn có. Chưa kể là bây giờ bao nhiêu thứ hỗ trợ máy móc này nọ nó tiết giảm cái thời gian công sức lao động đi rồi. Em không dám vơ đũa cả nắm nhưng mà không biết là nhiều bác có thấy như em không? Mình đi nhiều nơi đấy, về các cái vùng quê phụ nữ này nọ thì rảnh rỗi túm năm tụm bảy, đàn ông thì ngoài ra đồng ra rẫy làm việc chính có cái khung giờ cố định một vài tiếng đấy, thời gian còn lại lại quanh quanh đi kiếm mồi gầy độ nhậu liên miên thì bảo sao là cái kinh tế gia đình mình nó khá lên nổi.